Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Dự thảo nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về định danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử. Theo quy định tại Luật căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử là danh tính điện tử có số định danh, họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh khuôn mặt, vân tay, một số thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước. Ngoài ra, một số thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc là giấy tờ khác do Thủ tướng quyết định cũng sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp. Căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Dự thảo nêu rõ và cho hay, việc sử dụng căn cước điện tử thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như là việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng. Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 cũng quy định rõ 5 trường hợp khóa căn cước điện tử. Cụ thể, 1 là khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa. 2 là khi người được cấp căn cước điện tử vì vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia. 3 là khi mà người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước. 4 là khi người được cấp căn cước điện tử chết. 5 là có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc là cơ quan khác có thẩm quyền. Ngoài trừ trường hợp người được cấp căn cước điện tử qua đời thì việc mở khóa sẽ được thực hiện trong 4 trường hợp còn lại. Theo đó, dự thảo nghị định đề xuất hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động rà soát, kiểm tra và mở khóa căn cước điện tử khi không còn căn cứ khóa căn cước điện tử. Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị mở khóa căn cước điện tử tới công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước công an cấp tỉnh, công an cấp huyện nơi gần nhất để tiếp nhận, xử lý. Trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị mở khóa căn cước điện tử, thì nơi tiếp nhận đề nghị phải xem xét, chuyển đề nghị mở khóa căn cước điện tử đến thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an để xem xét, phê duyệt. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất chuyển đến, Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xem xét, phê duyệt và thông báo tới cơ quan đề nghị mở khóa căn cước điện tử và công dân. Dự thảo nêu rõ, trường hợp từ chối mở khóa căn cước điện tử thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Một điểm đáng lưu ý nữa là tại dự thảo lần này đã bổ sung quy định cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 đối với người dưới 6 tuổi, từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và trên 14 tuổi. Theo đó, công dân từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Công dân dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, được cấp tài khoản định danh mức độ 1. Ngoài ra, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 6 tuổi cũng được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1. Từ đủ 6 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Cơ quan tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử của cơ quan tổ chức không phân biệt theo mức độ. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 59 năm 2022, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mới được cấp tài khoản định danh điện tử. Trường hợp trẻ dưới 14 tuổi thì được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Theo dự thảo nghị định, định danh điện tử .gov.vn, vnid.gov.vn là trang thông tin điện tử định danh do Bộ Công an tạo lập, phát triển từ hệ thống định danh và xác thực điện tử. Địa chỉ này sẽ phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tính năng, tiện ích, ứng dụng để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Sau khi luật căn cước được thông qua, việc điều chỉnh tên gọi là luật căn cước, thẻ căn cước và một số thay đổi trên thẻ căn cước mới khiến một số người dân băn khoăn về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân đã cấp trước đó có được tiếp sử dụng hay không. Trả lời thắc mắc này, tại Điều 46 luật căn cước vừa được thông qua đã có quy định rất rõ.
thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu. Chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại luật này. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định thủ tục riêng về thay đổi điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Sáng 27 tháng 11, với 431/468 đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, dự luật. Về tên gọi dự luật là tên thẻ căn cước, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến cho rằng trong thời gian vừa qua đã có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước. Vì vậy, đề nghị cân nhắc về tên gọi của luật, đề nghị không đổi tên luật và tên thẻ thành thẻ căn cước. Đối với ý kiến của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước cùng với hình thức, phương thức quản lý số, bảo đảm tính đại chúng, thì việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của chính phủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch và hành chính dân sự, ngay cả tiện lợi. Nội dung này, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã xin ý kiến Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất cao về việc sử dụng tên gọi luật căn cước, thẻ căn cước như chính phủ trình. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc điều chỉnh tên gọi là luật căn cước và thẻ căn cước là phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân, nên đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi là luật căn cước và thẻ căn cước. Về thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có ý kiến đề nghị bổ sung các thông tin về sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, các giấy tờ hộ tịch được cấp nhằm thực hiện có hiệu quả việc quản lý dân cư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá ý kiến đại biểu Quốc hội là xác đáng, bởi việc bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư trong các cơ sở dữ liệu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch của người dân. Tuy nhiên, cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để xác định loại thông tin cần thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu nào, cần có sự cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về tính phổ biến trong các giao dịch, giá trị sử dụng nhu cầu của người dân, năng lực quản lý và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, dự luật quy định một điều khoản dự trù là quy định các thông tin khác theo quy định của chính phủ để bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Trước đó, trong phiên thảo luận ở hội trường vào hôm 25 tháng 10 vừa qua, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều tán thành với dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện. Tại phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có ý kiến thống nhất cao với toàn bộ dự thảo luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện và kết luận dự thảo luật căn cước đủ điều kiện trình Quốc hội biểu quyết thông qua. Dự thảo luật đã bổ sung quy định theo hướng mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đem lại nhiều tiện ích cho người dân trong khai thác, sử dụng để phục vụ việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại và các hoạt động khác theo nhu cầu. Dự thảo luật cũng bổ sung hai nhóm thông tin được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, gồm tên gọi khác và nơi sinh cho đầy đủ, bảo đảm lợi ích của người dân. Nhóm thông tin về hộ tịch và nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại trong cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ giúp xác định về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, thông tin địa vị pháp lý, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân. Các thông tin về nhóm máu sẽ phục vụ công tác cấp cứu, xây dựng nguồn máu dự phòng, trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch phát triển, dự phòng y tế.
Trong khi đó, thông tin về số điện thoại di động, địa chỉ, thư điện tử nhằm bảo đảm sự liên lạc giữa cơ quan nhà nước với người dân cũng như thực hiện xác thực khi tạo lập, sử dụng căn cước điện tử hoặc thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước. Về thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước, dự thảo luật đã chỉnh lý, bổ sung quy định nguyên tắc việc thu thập thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói chỉ được thực hiện khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc lưu trữ thông tin có sẵn trong quá trình giải quyết vụ việc hình sự, hành chính, có trưng cầu giám định thông tin của đối tượng phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm. Đồng thời, quy định rõ về việc chia sẻ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước cho chặt chẽ đầy đủ hơn. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định thu thập thông tin mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người với các trường hợp khuyết tật hoặc vân tay bị biến dạng do các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan. Theo cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, thực tiễn khoa học hiện nay đã chứng minh cùng với vân tay, móng mắt của một người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất đối với mỗi người, không thay đổi nhiều theo thời gian. Công nghệ nhận diện móng mắt hay còn gọi là công nghệ cảm biến móng mắt là phương pháp sử dụng thuật toán, hình ảnh để nhận dạng một người dựa vào cấu trúc các đường vân phức tạp và duy nhất của móng mắt, nơi xác định màu mắt của con người, hiện đã được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Hiện nay, nhiều quốc gia đã áp dụng công nghệ này để phục vụ nhận diện công dân, xác thực hộ chiếu, điền thông tin xác thật qua website. Mặt khác, công nghệ này có độ chính xác cao, đơn giản, dễ sử dụng, không cần thao tác phức tạp. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.